Ai đã kim nay vô các ngài đáng thọ lãnh của tín thí tín lý nhân quả đem đến dân cúng Anjalika Raniyo các ngài đáng cho chúng sanh lễ bái Anuttarang Punyakentam Lokasati các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bì kịp. Nathi saranang anyang sankho saranang warang etena sanh mê chẳng có chi đáng cho con phải nương theo chỉ có đức tăng là quý bao nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo đặng cầu sự an lạc đến cho con ý như lời chân thật này Wanda mi chê tí yăng sắp văn sắp văn thành đề sự ba tín tí tăng Sa-ri-vi-kha-tha tu ma-ha-bô-tinh Bốn tha lu băng sang ca lăng xa đa con xin hết lòng thành kính làm lễ tất cả các bảo tháp ngọc xa lợi đại thọ bồ đề và kim thân phật đa tạo thờ trong khắp mọi nơi. Cha ra tham mom hi cha rằng anh thì tu gia thi tham mom hi gia thi anh thì tu ma ra na tham mom hi ma ra năng anh thì tu sắp bê hi bê hi ye hi ma na pe hi na na pa wo vi na pa wo Kammasakom vi kammadayadu Kammayoni kammabandhu Kammapatisarano Yang kammang karissa mikanyanang Vapapakam vatasadayadu Pavissa mievang amhehi apinyang Pancha Vinh Kitabang Thế Tôn lời giải tỏ từng năm điều quán tưởng phải thường xét ra ta đây phải có sự già thế nào chánh thoát lúc qua canh tàn ta đây bệnh tật phải mang thế nào chánh thoát đặng an mạnh lành ta đây sự chết sẵn dành thế nào tranh thoát tự sanh đến kỳ ta đây phải chịu phân ly nhân vật quý mến ta đi việc mà ta đi với nghiệp của ta dầu cho tốn xấu tạo ra tự mình theo ta như bóng theo hình ta thọ quả báo phân minh kết thành Sambe satta avera hontu sukhita hontu nindukha hontu apya paccha hontu annikha hontu dikha yukha hontu aroga hontu sampatti samichantu sukhi atanam pariharantu dukkhapatta Payam patta chani paya sukham patta chani sukha hontu sabbe vibhani no Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau hãy cho được sự yên vui đừng có khổ đừng làm hại lẫn nhau đừng hẹp lượng hãy cho được sống lâu đừng có bệnh hoạn hãy cho được thành tựu đầy đủ hãy giữ mình cho được sự yên vui tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc Nam mô Bụt Thầy nhé.
Con kính đảnh lễ ngài trí thức, và con kính mời đạo tràng cùng con thọ tam quy và bát quan trai giới hôm nay. Ukha sa may yang văn tê quy sung rat khanatha ya tisarane nasaha anthang kasamana katang upo satang yajama tutiyam vi mayang van con xin nói bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Tutiyam vi mayang van te quy sung quy sung Rakhanathaya natisarane nasaha anthang kasamang nagatang upo satang yajama. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì. Tatiyam vi mayan bante quy sung quy sung Rakhanathaya tisarane nasaha anthang kasamana gatang upusathang yajama. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và trân chào Xích Tina, Xích Nhật Vinh, Xích Hồng Nhật, Xích Hồng Nguyễn Mộng, Xích Kim Dung, Metta, Hồng Mai, Thi Lam, Trân Thư, Như Quang, Diên, Hoàng Thanh, Tâm Hạnh, Tô Thị Phụng, ông My. Dạ, thân chào quý vị. Giờ đây chúng con xin được phép đại diện ngài Chí Đức cũng như Chư Tôn Đức để truyền quy giới đến toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Nam mô Phật Thầy Giá. Nam mô Ta Sa Phật Ca Va To Arahato Samma Samputhasa. Nam mô Ta Sa Phật Ca Va To Arahato Samma Samputhasa. Nam mô Ta Sa Phật Ca Va To Arahato Samma Samputhasa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va đó, ngài là bậc Arahant cao thượng. Từ chung quả chánh biến chi do ngài tư ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng. Từ chung quả chánh biến chi do ngài tư ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng. Từ chung quả chánh biến chi do ngài tư ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavā đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavā đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavā đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Phật hằng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi y Phật. Thammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi y Pháp. Sangkhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi y Tăng.
Dutiyampi Phuthang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Phật lần thứ nhì. Dutiyampi Thammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Pháp lần thứ nhì. Dutiyampi Sangkhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Tăng lần thứ nhì. Tatiyampi Phuthang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Phật lần thứ ba. Tatiyampi Thammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Pháp lần thứ ba. Tatiyampi Sangkhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Tăng lần thứ ba. Buddhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Phật. Thammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Pháp. Sangkhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Tăng. Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Phật lần thứ nhì. Dutiyampi Thammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Pháp lần thứ nhì. Dutiyampi Sangkhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Tăng lần thứ nhì. Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Phật lần thứ ba. Tatiyampi Thammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Pháp lần thứ ba. Tatiyampi Sangkhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Tăng lần thứ ba. Tỳ Saranang Hanang Paripunang, phép vị tam bảo trọn đủ chứ có bấy nhiêu. Aman Pan Amapante, dạ chúng con xin vâng. Panatipata Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự sát sanh. Adinna dana veramani sikha badang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự trộm cắp. Abrahmacharya veramani sikha badang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự thông dâm. Musavada Viramani Sikha Badang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự nói dối. Soramerayamacha Pamadathana Viramani Sikha Badang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Vikala Phochana Viramani Sikha Badang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự ăn sai giờ. Nacagetava Ditaviso Kadasana Mala Ranthavile Panathagana Mandana Viposanathana Viramani Sikha Badang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự múa hát, thổi kèn đờn xem múa hát, nghe đờn kèn trang điểm tho vật thơm dội phấn và đeo tràng hoa. Ucha sajana maha sajana viramani sikha badang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Panatipata Viramani Sikkhapadang Samadhiyami,
Con xin con giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana we ramani sikha padang samadhiyami. Con xin con giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumichachara we ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawada veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Suramera yamachappamatathana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất sai. Vikala bhojana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Naja gita vadita visuka dasana mala gatha vilepana dharana mandana vipusanantana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, thổi kèn, đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn và trang điểm thoa vật thơm, nhồi phấn, đeo tràng hoa. Ucha sayana maha sayana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imang anthang gassamang nagatang buddha panyatang uposatang imang cha ratin imang cha dewasang sammadeva aprirakkhitum sammadhiyami. Chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo, chọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho được sự trong sạch trọn ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vị lai. Imani atasika badani upo satasi lavasi ne imancha ratin ne mancha diva sang satukang katuam apamadi nane chakalang sammahitappang. Chư thiện tinh sau khi đã thọ trì tam vi và bát quan trai giới nơi tam bảo các vân giữ hành theo được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui. Dạ chúng con xin vâng. Sĩ lê na su gà tinh dàn tí ca chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na phô ca sâm pa đa ca chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na ni phô tinh dàn tí ca chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Ta ma si lăng vi so tha dê bởi ca cây nên chư quý vị đã thọ trì giới lực cho được trong sạch đừng để lâm nhờ. Sa thức sa thức lành thay. Un ta mang ghê na văn đề hăng. Pa ta băng sung và un ta mang. Bun thê yô khá lý tô đô sô. Bun thô ca ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Un ta mang ghê na văn đề hăng. Thẩm manh cha đu vít thăng quá răng. Thẩm mê yô khá lý tô đô sô. Thẩm mô ca ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học là pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Un ta mang ghê na văn đề hăng. Sẵn khăn cho đu vi tô ta mang. Sẵn khê yô ca lý tô đô sô. Sẵn khô ca ma tu tăng ma mang.
Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Trang tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo, quy xin Tăng Bảo xa tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung thỉnh sư Pháp Trang cho chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con được tròn đủ phước báo. Và thưa con kính dân đức Thánh Sư, Nam Mô Bụt Thà Giá. Ý chí tăng ba tê tăng tâm ma hàng kia pa mê va sa mê cha tô sa pê po a ra an tô sang ka pa chan do pa na ra so ya tha ma ni cho te ra so ya tha sa pi te yong vi va chan tô sa pa ra ra vi na sa tô ma te pha va ton ta ra yo sa kê đê ka yo ko pha va phi va da na se le sa ne cham Vô ta bà cha dê nô cha ta gô tham ma vô thân Tì a dô văn đô sô khang bà lăng Các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tố kịp thời đến người Cầu xin những sự si xen chân chánh cho được trọn đủ đến người như chân trong ngày rằm bằng trắng vậy cũng như ngọc ma ni chiếu sáng rõ ràng là ngọc vi bao có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện te atala ta suketa gula ha potasa sane agora suketa ho he saha sape hệ nhà tê phê cầu xin cho các thiện tinh được lợi ích được sự an vui được sự thăng hoa trong đường Phật đạo qua cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn cho được thành tu mỹ mãn cho được thành tu mỹ mãn Xà thứ xà thứ lành thai chúng con thành kính tri ân sư Pháp Trang. Chư thiên nữ trên hư không địa cầu thượng nữ rõ thông mọi điều lòng thần lực có nhiều đồng sinh hoan thị phương điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài nguyên thuận tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay hiện chưa cho quả phước nào nguyện thành pháp độ để vào thiện căn sau này dù tạo mấy lần từ đây cho đến siêu thăng niết bàn hãy làm chuyện tốt sẵn sàng mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên giúp cho phiền não sớm yên trợ mau giải thoát kê liền phía sau nếu trẻ chẳng gặp Phật nào nhậm kỳ độc giác làm sao cũng thành Y đăng nô nhá chi năng hồn tu sư ký tác hồn tu nhà tác vô do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng nguyên thuộc đã qua vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui Y đăng qua tham mê phu nhân a sa qua kha ya qua hằng hầu tu xin do sự phước thi mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm rủ ngầm nơi tâm dạ. Với phần phước con đã tạo con kính dâng quả phước này đến ngài trí thức đến sư Pháp Trang quý và quý cô tu nữ và các cô chú anh chị trong đạo con kính chia quả phước theo trong thanh cao này đồng điều cho cả thảy Nam mô Bụt Thà Giá Nam mô Tham Mà Giá Nam mô Sằng Khà Giá
Dạ thưa con, chưa thấy thầy kinh vào, con kính dâng mic lại cho cô Nhật Quỳnh. Dạ sa thủ kính cảm ơn kính Tina. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thánh kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ cảm ơn Thiện Vũ Kim Nhung, Xích Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Gia con kính tri ân sư, con thành kính đảnh lễ ngài Tri Đức Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Và cảm ơn hoàn thành cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và bây giờ thì hồi sáng thầy có cho ra lệnh ôn lại bài, nhưng mà giờ dạ tính đang nói lén thầy. Dạ kính kính lễ thầy kinh vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ đang tính nói lén thầy đây. Dạ Nam mô Bụt Tha giá. Dạ bây giờ thì con thành kính thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Trang đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Sích Thi Na đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Và bây giờ thì Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh thầy kinh đăng đàn ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Và kính thỉnh thầy ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Khai giá. Kính lễ Sư Lý Đức cùng chư tôn đức tăng trong room. Xin chào tất cả quý vị. Alo, nghe rõ không? Alo. Đó ha, ok. Cảm ơn quý vị. Mình đưa về nghỉ Tết đã quá. Giờ vô học lại chắc quên hết rồi. Hôm nay chúng ta tiếp tục lại chương trình ha. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahang sama sambutho phagawa buddhang phagawang tang apiwa demi swakkhavo phagavata thammo thammang namassami supatibhanno phagavato savakasangho sanghang namami sama sambuddhamatulang sacchattham bhagavanuttamang apiwa dipasesang apithammattasanghang. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng con sẽ nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Thưa quý vị, hôm nay chương trình chúng ta cũng vẫn như cũ ha, đọc Bali trước rồi sau đó đi vào bài học. Không sao đâu, không cần nói gì đâu. tỉnh như thế này mình học là lớp học rồi. Mời cô Nhật Quỳnh post bài lên này, mời tất cả quan hệ cùng nhau đọc Pali nha. Dạ Nam mô Bụt Tha. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Dạ cảm ơn cô Kim Nhung, Thiện Vũ. Dạ cảm ơn tất cả quý vị. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang cùng chư tôn đức. Dạ con kính chào thầy kinh. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cũng như mọi lần trước thì con xin phép được đọc bài trước ạ. Dạ, con xin phép đọc bài hôm nay. Đoạn 1. Appana Chawana. Dạ, con xin đọc lại. Con nghỉ hôm nay rồi vô con. Con lôi thôi, ba thôi, con xin phép đọc lại. Đoạn 1. Appana Chawana Ware. Bana Vi Phu Ta. Dạ, con cũng...
Không, con không được an nữa, con đọc lại nữa. Abana chawana ware bana wi phu ta wi phu ta phê đồ nát thi ta thà ta đà lầm ba núp bà đồ cha. Trong phương cách diễn tiến của chawana abana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối. Cùng thế ấy không có tâm quả, đăng ký na cảnh. Tát tha hi nhà na sam ba yut ta ca ma wa cha ra cha wa na na áp thành năng anh nhá ta rát mình ba ri cầm mu ba cha ra nu lồ ma gồ tra phù nà mê na cha tuất khát tùng tích khát tu mê quá hòa gia thác ca mặn úp bát chích tòa ni rút thề ta đa nàn ta ra mê quá gia thà ra hằng cha tuất thằng bành cha mặn hòa chấp bì sa tí ma hát Yata lo kut tara chawa ne su yata phi ni ha ras wa se na yang kinh chi chawa nang abana wi thi mô tara ti tato ba rằng abana wa sa ne pha wang yapa to wa ho ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám Javanas thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh, theo thứ tự ba hoặc bốn lần, như chập tâm chuẩn bị, Barikamma cận hành, Ubachara thuận thứ, Anuloma và chuyển tánh, Gotrafu. Sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp bất luận tâm cháu quá ná nào, trong 26 loại tâm, cao thượng, thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền, tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Mano đòa rề quỳ thí chích tấp báo quát tí na dồ. Tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đòa rê bá na giá đi. Quy phù ta mà lầm bá nặng. A ba thằng. A gắt cha ti. Ta tồ bá rằng phá hoàng gá. Cha la na. Mano đòa ra. Quách cha na. Cha quá na. Quá xà nề, ta đà rầm, má ná bà cà ní, bá quách tành tí, ta tồ bá rằng phá hoàng gá bà tồ. Áo quý phù tề bá nà lầm bá nề, cha quá nà, quá xà nề. Con đọc tiếp. Ta đà ram mana bà ca ni ba quát tành ti ta tô ba rằng phá hoàng gá ba tô a quy phù tề ba na lầm ba nề cha wa na wa sa nề phá hoàng gá ba tô wa hồ ti na ti ta đà lầm ba núp ba đồ ti. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này,
tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá quan gá dao động, ý môn hướng tâm và cháo quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Quýt thi chích tà ni tì nề quá chích túc bà đà đa sề ri tà quýt thà rề na ba nát thề ca chát tà lì xa quy phà qua về ayametta baritta chawana waro. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của Chawana Phụ Apna Quy Thí Chích Tắp Bá Quát Tí Na Dô, tiến trình tâm an chỉ. Dạ con đã đọc xong, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bớt bài. Dạ con kính cảm ơn thầy. Dạ đầu năm vô con còn lỗi thôi quá. Dạ con kính mời dì kế tiếp. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, con kính chào thầy Kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc ạ. Xin dạ cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài. Tát tha so manasasahagata chawana nang ta rằng áp ta na pi so manasasahagata wa pi cần ni ni tát pha cam. Dạ em xin thánh hối ạ. Con xin đọc lại. Tát tha so manasasahagata chawana nang ta rằng áp ta na pi so manasasahagata wa ta pi cần khi tát bà upekha sahagata chawana nang ta rằng upekha sahagata wa tát tha pi kusala chawana nang ta rằng kusala chawana che wa hết thi mạnh cha pha la ta giám áp tề tí khi già cha quá nà nằng ta rằng khi già cha quá nằng a ra hát tắp pha lành cha ấp tề tí. Ở đây tức khắc theo sau một cha quá ná với thọ hỷ, một cha quá ná ấp ta ná ta na sắc na định với thủy ắt sẽ khởi phát, sau một cha quá ná đồng phát sẽ thọ xã, một cha quá ná ấp ta na liên hợp với thọ xã ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cha quá ná ấp ba na thiện sẽ nói tiếp theo sau một cha quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ samma pát tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát, sau một cha quá ná hành sẽ có một cha quá ná hành và quả a la hán nối tiếp. Gat tình sa sức khách quỳnh nhàn hà đà đa sô tất kha cà pa rằng su khi tắc ri ya tô ấp tha cha sầm phồn tí út tất khá cà. Sau tâm thiện có ba nhân tí hê túc cá liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xã, 12 loại, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thuyền di tắc sắc cộng 4 thuyền A-la-hán quả. Và sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xã, có 6 loại tâm, 1 ngũ thuyền sắc cộng 4 thuyền ngũ sắc cộng ngũ thuyền A-la-hán quả. Sau tâm thiện có 3 nhân liên hợp với thọ xã, 12 loại, 1 ngũ thuyền sắc cộng 4 thuyền ngũ sắc cộng 7 ngũ thuyền siêu thế. Sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thuyền di tác sắc cộng 4 thuyền A-la-hán quả. Và sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xã, có 6 loại tâm, 1 ngũ thuyền sắc cộng 4 thuyền vô sắc cộng ngũ thuyền A-la-hán quả.
Vuthuchana na sakha nang kama punya tihe tu to tihe tu kama kriyato vitakaya nang apana ayametha mano dva ve vi thi chittapavattinayo. Đối với hạng phàm nhân là hạng còn phải tu tập sikha, tâm quả appana phát khởi sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới. Như với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con xin đã đọc xong. Dạ, cảm ơn thầy Kim, cảm ơn đạo tràng lắng nghe, cảm ơn Sis Quỳnh đã post bài. Dạ, con xin xuống mic, xin nhìn quý vị kế tiếp ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào thầy Kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Đoạn 1. Appana chawana wa re bana wi phu ta wi phu ta phê đồ nát thi ta thà ta đà làm ba nốt bà đồ chắc. Trong phương cách diễn tiến của Chawana Appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký, na cảnh. Tathahi nhà na sầm ba yut ta cà mà hoa cha ra cha hoa nà nàng át thằng nàng ảnh nha ta ra mình. Bari cầm mu ba cha ra nu lộ ma gồ cha phù nà mê na cha túc khát tùm tích khát tu mê hoa hoa. Ya thắc ca mặn úp bách chít tòa ni rút thề ta đa nành ta ra mê hoa ya thà ra hằng. Cha tút thằng bành cha mằng hòa chấp bì sa ti ma hắc gà ta lộ cút ta ra cha hoa nề su gia thà phi nì hà ra hoa sề na dằng kình chi cha hoa nằng. Ba na quỳ thi mồ ta ra ti ta tổ ba rằng áp ba na qua xà nề pha hoàng gấp bà tổ qua hồ ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám trái quá nát thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn như chập tâm chuẩn bị, barikamma cận hành, upachara thuận thứ, anuloma và chuyển tánh gồ trác phù. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp, bất luận tâm trá quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền, tùy hợp, theo sự cố gắng thích ứng. Mano đòa rề quỳ thi chít tát ba quát tina dồ. Tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đòa rề ba na gia đi quy phù ta mà làm ba nàng à bà thầm à gách cha ti ta tổ ba rằng pha hoàng gá cha la na mano đòa ra quách cha na cha qua nà qua xà nề ta đà rằm ma na bà cà ni ba quát tần ti ta tổ ba rằng pha hoàng gá bà tổ. A quy phù tề ba nà làm ba nề cha qua nà qua xà nề pha quần gà bà tổ qua hồ ti na ti ta đà làm ba nốt bà đồ ti. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát. Khi chập phá quang gá dao động, ý môn hướng tâm và trá quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quang gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quang gá, sau khi luồng trá quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quýt thi chít tà ni tì nề qua chít tấp bà đà đa sề ri tà quýt thà rề na ba nét thề ca chát tà lì sa quý phà qua dề.
Ayametavaritachavanavaritachavanavaro. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của Chá Quá Ná Phụ Appana Quỳ Thi Chít Tắp Ba Quát Tina Dồ, tiến trình tâm an chỉ. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con kính tri ân thầy. Kính cảm ơn chị Nhược Huỳnh bút bài. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào thầy kinh và kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc kế tiếp ạ. Đoạn 2. Tát thá sô ma na sa sa ha ga ta cha wan na nành ta rằng áp pa na phí sô ma na sa sa ha ga ta quá thà tí cành khí tát bà u pích khà sa ha ga ta cha wan na nành ta rằng u pích khà sa ha ga ta quá tát thà phí cú sa lá cha wan na nành ta rằng cú sa lá cha quá nành chề quá hết thi mành cha phá lát ta giá mắt thề tí quý già cha quá nà nành tá rằng quý già cha quá nằng a ra hấp ta phá lành chá hấp thề tí. Ở đây tức khắc theo sau một cha quá ná với thọ hỷ, một cha quá ná áp phá nà sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát, sau một cha quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một cha quá ná áp phá nà liên hợp với thọ xả ắt phát sinh. Ở đây cũng vậy, một cha quá ná áp phá nà thiện sẽ nối tiếp theo sau một cha quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ xá mà phát tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một cha quá ná hành sẽ có một cha quá ná hành và quả a la hán nối tiếp. Đoát tình xá su khá phùn nhằm hà đoà đá sồ phích khá cà phá rằng su khí tà quý giá tù át thá chá sầm hồn tí u phích khá cà. Sau tâm thiện có ba nhân tí hề tú cá liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát, bốn thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại, một ngũ thiền sắc, bốn thiền vô sắc, bảy ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, 4 thiền vi tác sắc cộng 4 thiền A-la-hán quả. Và sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền A-la-hán quả. Bú thút chá nà ná xích khà năng khà má phùn nhà tí hề tú tổ tí hề tú cà má quý giá tổ quý tá ra gà nằng áp thá nà á giá mét thà má nồ má nốt đòa rề quỳ thí chít tắp áo quát tí ná dù. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khá tâm quả áp thá nà phát khởi sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới. Nhưng đối với những vị không còn tha mái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương thức diễn tiến của tiến trình tâm phát sinh qua ý môn. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp.
Dạ, kính tỉnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính tỉnh lễ quý sư, quý cô thư nữ, và con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc đoạn một. Appa na cha wan na na re pa na vipu ta pe do na thi ta ta lam pa nu pa do cha trong phương cách diễn tiến của cha wan appa na tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cũng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tathahinya na sambut sampayutta kama vacca racca vana nang athang nang anya tara tarasmin parikam mutpa chara nuoma ko tapu na mena chatukatum tikatum veva vayatha kamang upati tòa nirutte ta ta nam ta ra me wa ya tha ra hằng chấp tu thằng pan chấp mang wa chấp pi sa ti ma ha ca ta lo cu ta ra cha wa ne su ya tha pin ni ha ra wa se na yang kin chi cha wa nang apa na vi thim mo ta ra ti ta tu pa rang appa na wa sa ne pa wan ga pa tu wa hầu ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cháu quá ná thuộc dục giới liên hợp với trí kiến khởi sanh theo thứ tự ba loại, bốn lần như chập tâm, chuẩn bị, parikamma, cận hành, upachara, thuận thứ, anuloma, và chuyển tánh, kotrapu. Tức khác sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập tâm thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp, bất luận tâm cháu quán át nào trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền, tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Mano đò rè vít thích chít tắp pháp quát tí giá nô tí nát nô, tiến trình tâm khởi phát sinh qua ý môn. Mano đò rè pa na giá tí vi pù ta ma lâm pa năng áp pa thằng à gắt chá tí ta tù pa răng pa hoa gá chá lá ná mano đò ra quá chá na chá quá na hoa xà nè ta pa răng măng ná pa gà ní pa hoa tàn tí ta tù pa răng pa hoàn gá pa tù a pi pu te pa na lam pa ne cha wa na wa sa ne pa wan ga pa tu wa hầu ti na thi ta da lam pa nu pa do ti. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát. Khi chập pa quá ná dao động, ý môn hướng tâm và cháu quán á chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá gấp phá quan gấp. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan gấp, sau khi luồng cháu quán á chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quýt thiết chít tà ni tì nề quá chít túc bà đà đá xê lì tà quýt thà rê ná phát nét thề cách cách tà lì xá quýt bà quá dê a dần mê thác bà rí tá cha hoa ná hoa rồ. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của cháu quá ná phụ Appana Vichittappa quá Vattinayo, tiến trình tâm an chỉ. Dạ thưa con kính tri ân thầy và con và quý sư, con kính tri ân đạo tràng.
Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ cảm ơn cho Nguyễn. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Như Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được đọc đoạn 2. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Đoạn 2. Tassano manassa sahagata chawa na nan tarang appana biso manassa sahagata wa patikan thi tap ba upadka sahagata chawana nan tarang upadka sahagata wa attha bikusala chawana nan tarang kusala chawanan che wa he wa het thi man chapalat tayamap be ti tri ya chawana nan tarang tri ya chawanan atahat tap phalan cha ap be ti. Ở đây tức khắc theo một chawana với thọ hỷ, một chawana ap mana sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi sanh, sau một cha quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một cha quá ná ắt bana liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cha quá ná ắt bana thiện sẽ nối tiếp sau, sau một cha quá ná thiện và trong trường hợp chứng ngộ samma bát tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một cha quá na hành sẽ có một cha quá na hành và quả a la hán nối tiếp. Tật tình tha su kha buồn nhằn hà đò đa sờ phát khắc cà ba răng su khí tắc ki dạy tồ a tha chắc sầm hồn ti u bét khắc cà. Sau tâm thiện có ba nhân tí hề tứ cát liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát bốn thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại, một ngũ thiện sắc cộng bốn thiện sắc cộng bảy ngũ thiện siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, bốn thiền duy trắc sắc cộng bốn thiền a la hán quả. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có sáu loại tâm, một ngũ thiền sắc cộng bốn thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. U thốt cha na na sát khả năng ca ma buồn nhà ti hề tu tàu ti hề tu ca mắt trí ra bích ti gia tổ vi ra đà gà năng áp ba na a gia mát tham mát nốt đò rề vì thi chích tắc ba quát ti na dơ. Đối với hạng phạm nhân và hạng còn phải tu tập xề khá tâm quả áp ba na phát khởi, sao tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới. Nhưng đối với những vị không còn tham ái là sao tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh và y môn. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ. Chánh văn đến đây đã chấm hết. Còn thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Và dạ, kính mời bằng tay quý vị ạ. Mời quý vị lên ông bài hoàn thành nè. Dạ, mời đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, con xin được xuống mít ạ.
Châu Nguyễn ơi, thấy Châu Nguyễn cầm mít mà thả mất tiêu, không có được. Thì Hoàng Thành không giơ tay được, mời Hoàng Thành cầm mít nha. Alo, alo. Con xin kính đế và ngồi tâm bảo. Con kính lễ chư tôn đức tăng và các cô tu nữ, con kính chào thầy kinh và kính chào quý đạo hữu, con xin đạo ạ. Apana cha qua na wa re pa na vi phu tà vi phu tà phê đồ na thi ta thà ta đà làm ba lô ba lô bà đồ cha. Trong phương cách diễn tiến của chá quá ná áp bá ná, tuyệt đối an trụ không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh ta tha hi nhà na sầm ta chút ta ca ma wa cha ra cha na wa cha wa na nang a than nang anh nha a thành nang anh nha ta sa mình pa ri càng buồn pa ri càng mu cha mu cha ra nu lô ma go cha phù na mê na cha tu kha tùng pi pi kha tù mê wa wa ya tha ka mang u pa chi tòa ni ru thề ta đa nàn tam ra mê wa ya tha na ya tha ra hằng cha tu thằng bành cha bằng quà cha bì sát ti mà hả ga ta lô cút ta ra cha quà nề su gia tha phì nì hạ ra quan sề na dằng kinh trì gia qua nàng a pa nà vi thi mô ta ta ti ta tổ pa rằng apana wa sa ne pha ra pha quan ga pa tu wa hồ ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám chá quán á thuộc dục giới liên hợp với chi kiến khởi sanh theo thứ tự hoặc ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị parikama cận hành upachara thuận thứ anuloma và chuyện tánh gotra phu tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt trong chập tâm thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp, bất luận tâm chá quan á nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền siêu thế nhập tiến trình tùy hợp theo sự gắng thích ứng mà na mà nô đòa về quy thi chi ta ba quát ti nà ba quát ti nà dù tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn mà nô đòa về pa na cha đi vi phu ta ma ha làm ba nàng a pa thang a gác cha ti ta tu pa rằng pha quan ga cha la na ma nu đoà ra quà cha na cha quà na cha quà na quà sa nề ta đà rằng ma na pa ca ni pa quà ta tàn ti ta tu pa rằng pa quà ga pa tu a
quy phụ tề pa na lăng pan đề cha qua là qua xà nề pha hoàn gà ba tổ pha hoàn gà bà tổ qua hồ ti nát thi tà đà lăng pan ba nu ba đồ ti. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường tổ, lối này tâm quả đăng ký khởi phát. Khi chặt bá quan á dao động, ý môn hướng tâm và chá quan á chấm dứt. Sau khi đó chìm biến vào phá quan á, phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan gá sau khi luồng chá quan á chấm dứt mà không quy thi chi ta ni tì nề qua chi tu pa da da se ri ta vi tha re na pa ne pa ne the the ca chat ta li sa quy pha qua che a yang met tha met tha parita cha qua na qua ro. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây là phương cách diễn tiến của chá quá ná phổ. Con đã đọc xong, con kính cảm ơn thầy kinh cùng quý đạo hữu. Con kính cảm ơn Châu Nguyễn đã bố tài, con xin xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Phật Thầy, dạ, Nam Mô Thầm Mai, dạ, Nam Mô Sơn Ca, dạ. Còn kính nhận lễ sư trí đức, kính chào thầy kinh, kính chào với anh chị trong đội tràng. Con xin trả bài nha. Tập ba na vi thi chích tập báo quát tí na vô tiến trình tăng an chỉ. Tattha so manasa ha ya ta cha wa na nang ta rang appana bi so manasa sa ha ya ta wa ba ti kan khi tappa upekha sa ha ya ta cha wa na nang ta rang upekha sa ha ya tà quá tập thà bi cú sa la cha quá nà nằng ta rằng cú sa la cha quá nằng chề quá hết thí mằng cha phá lấp ta giá mắc bề tí rí cha giá quá nà nằng ta rằng rí già cha quá nằng a ra hắc ta pha lằng chá ấp bề tí ở đây tức khắc theo sau một chá quá ná với thọ hỷ một chá quá ná ấp a na sát sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát sau một chá quá ná đồng phát sanh với thọ xả một chá quá ná ấp a na liên hộ với thọ xã ác phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cháu phá ná ấp phá ná thiện sẽ nói tiếp theo sau một cháu phá ná thiện và trong trường hợp chứng ngộ Sama bát tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một cháu phá ná hành sẽ có một cháu quả ná hành và quả a la hán nói tiếp. Đát tìm xá su kha pun nhằng hà đoà đá sô bê khá ca ba răng su ki ta kri giá tù á tha chá sầm bồng tí u bê khá. Sau tâm thiện có ba nhân
Tí hệ tu cá liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc, cộng cho 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có 3 nhân, liên hợp với thọ xả, 12 loại, 1 ngũ thiền sắc, cộng 4 thiền vô sắc, cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có 3 nhân, liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền vi tác sắc, cộng cho 4 thiền A-la-hán quả. Và sau tâm hành có 3 nhân, liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền, cộng 4 thiền vô sắc, cộng ngũ thiền A-la-hán quả. Uthuchà ná sê khà năng cà má bù nhà tí hê tu tu tô tí hê tu cà má trí giá tô vi tá ra gà năng ấp bà nà ayá mê thá má nô đòa rê vì thích chí tập bá quát tí ná dù. Đối với các hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập sê khá tâm quả ấp bá na phát khởi, sau tâm thiện có 3 nhân thuộc dục giới. Nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Hết bài hả Châu Nguyễn? Dạ. Dạ, thưa cảm ơn Châu Nguyễn đã bớt bài ha. Dạ, kính chào chị Mít Ta. Dạ, xin gửi, dạ, Trần Đạo xin gửi mít lời cho Đạo Tràng ạ. Nam mô Thầy á, Nam mô Tam Bảo Giác, Nam mô Sanh. Còn ai lên đọc không? Alo. Alo.
Nghe rõ không? Rồi, có ai đọc nó không? Đọc rồi không? Đọc rồi không? Rồi. Rồi, mời một vị nào đó lên trình bày cái bài mà cuối cùng của trước Tết á. Rồi, chúng ta tiếp tục học tiếp luôn. Ai trình bày, ai muốn lên trình bày, giơ tay lên. Là tìm ru đây nè. Rồi mời cô Dung nha. Dạ alo alo ạ. Dạ con xin đọc bài cuối cùng trước khi nghỉ Tết ạ, là bài Lộ Chim Bao. Subinachit ta quỳ thi, khi ngủ say dòng hộ kiếp liên tục không ngừng nghỉ, ngủ say thật sự không mộng mị. Hộ kiếp là hộ trì kiếp sống đến khi tử. Chiêm bao khi có lộ tâm khách sanh nơi ý môn. Nhân sanh chiêm bao có bốn. Một, rối loạn cơ thể do tứ đại bất ổn khiến sanh chiêm bao. Do gió kích động mạnh tạo nên sự hỗn loạn trong cơ thể, kích động đến sắc ý vật, do mật mất quân bình, do đàm bị xáo trộn mất quân bình, do bệnh sốt nóng lạnh. Nguyên nhân thứ hai, do quá khứ trạng lại, những sự việc đã từng nghe, từng thấy, từng xúc chạm. Nguyên nhân thứ ba, do chư thiên hay do tha lực tác động, hay có loại ngạ quỷ, ma quỷ tác động. Tha lực tác động như người thôi miên, thuật chú. Nguyên nhân thứ tư do nghiệp, điềm nghiệp là điềm báo trước tốt hay xấu sẽ xảy ra. Khi gặp bốn nguyên nhân 1, 2, 3, 4 thì đọc kinh hồi hướng chư thiên để hóa giải. Khi gặp ba nguyên nhân đầu là nguyên nhân thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì có thể có hay không, nhưng nguyên nhân thứ tư là điềm nghiệp là chắc chắn có. Lộ chiêm bao có 12 lộ. Lộ cảnh cực rõ có 6 lộ. Chót đa cảnh có 2 lộ. Lộ không có hộ kiếp vừa qua, lộ có 1 hộ kiếp vừa qua. Chót đồng lực có 2 lộ. Không có hộ kiếp vừa qua và có 1 hộ kiếp vừa qua. Chót hộ kiếp khách có 2 lộ. Không có hộ kiếp vừa qua và có 1 hộ kiếp vừa qua, tổng cộng 6 lộ. Cảnh rõ có 4, có na cảnh. Chót đồng lực có 2 lộ. Không có hộ kiếp vừa qua và có 1 hộ kiếp vừa qua. Chót hộ kiếp khách có 2 lộ. Không có hộ kiếp vừa qua và có 1 hộ kiếp vừa qua. Cảnh không rõ có 1 lộ. Có 2 sát na khán ý môn, không có hộ kiếp vừa qua. Cảnh mơ hồ có 1 lộ. 2 hộ kiếp rúng động. Tổng cộng 12 lộ tâm chim bao, gồm cảnh cực rõ 6 lộ, cảnh rõ 4 lộ, cảnh không rõ 1 lộ và cảnh mơ hồ 1 lộ. Ghi chú: lộ chiêm bao chỉ sanh trong khi ngủ, không sâu, chập chờn, mơ màng. Ngủ say không có lộ chiêm bao. Lộ này chỉ sanh khởi với 4 hạng phàm nhân và 3 quả hữu học. Bậc A-la-hán không có chiêm bao, do tâm không còn phiền não. Lưu ý, bậc thánh tam quả rất ít có chiêm bao vì đã viên mãn phần định, nhưng còn phiền não dư sót. Ngục không có chiêm bao do không được ngủ, bị tra tấn liên tục. Chư thiên không có chiêm bao vì có sắc tế, không có bốn nhân do vật thực tế nên không có không bệnh. Điềm nghiệp của chư thiên lúc báo tử chỉ khởi lên khi còn thức tỉnh. Chư thiên sắp chết thấy hào quang giảm, mồ hôi nách chảy ra. Lưu ý, lộ chiêm bao có động lực sanh nhưng không tạo nghiệp
thành quả dị thục là quả khác thời. Chỉ có một hộ kiếp vừa qua sanh khởi vì có đối tượng là sắc rõ. Ví dụ một trường hợp đang ngủ, khi có người kêu hay lay động thân, lộ nhĩ môn hay lộ thân môn sanh khởi. Tiếp theo là lộ núi tiếp, không có những tâm lộ khác theo sau như lộ thu gom, lộ định nghĩa vân vân. Bây giờ mới có lộ chiêm bao và tâm nhận cảnh thinh hay cảnh xúc. Đó là lộ ý môn. Đó cũng là loại sắc rõ thành tụ nên có một hộ kiếp vừa qua là hiện tại của quá khứ ngay sau khi xảy ra. Vì sao chỉ có một mà không có hai hay ba hộ kiếp vừa qua? Vì là sắc rõ làm thành cảnh trong lộ chiêm bao là sắc thô. Trong trạng thái cảnh động đến dòng hộ kiếp đang muội lược sát na hộ kiếp vừa qua thì tâm hộ kiếp bị rúng động ngay. Sắc tế không thể hiện, làm cảnh cho dòng tâm thức đang trong trạng thái muội lược. Dạ, đó là bài học, nội dung của bài học ngày 5 tháng 2 năm 21 ạ. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, con kính tri ân thầy, cảm ơn thầy đã lắng nghe, con xin xuống mic ạ. À, sao đâu. À, cảm ơn cô Nhung. À, chúng ta đã đi vào cái phần chi bao, tức là mộng mị mơ màng mơ mộng sống trong mơ ha. Giờ chúng ta đi đến một cái mơ mộng cao hơn nữa. Bây giờ mình học tới lộ nhập niết bàn. À, cái này mơ còn dữ nữa. Lộ niết bàn. Pari nibbana citta vị thí. Pari nibbana citta vị thí. Lộ nhập niết bàn. Khi mình học xong cái lộ nhập niết bàn đó, mình mới hiểu được như thế nào là niết bàn ha. À, chứ không thôi mình không hiểu người ta rồi nghe người này nói được kia nói nẻo. Niết bàn là cảnh giới trường sanh bất tử, cảnh giới tây phương cực lạc vân vân. Mình nói tùm lum thôi, nhưng mình học tới vô lộ niết bàn mình mới thấy được như thế nào ha. Rồi bây giờ chữ bari nipa nó chích tới vị thí, lấy cái chữ bari xuống. Bari hai chấm nghĩa là viên mãn trọn vẹn. Viên mãn trọn vẹn. Viên mãn trọn vẹn là chữ bari. Rồi xuống dòng cái chữ nipa ná đó thì lấy chữ ní, căn chữ ní, ní nghĩa là không, lý là không, lý là không. Rồi cái chữ va ná là sự ham muốn, sự kết dệt hay là vọng ái. Va ná chứ không phải ba ná nha, va ná, va ná. Có chữ va không? Và nó va có chữ quyền và nó sự ham muốn, sự kết dệt. Và nó sự ham muốn, sự kết dệt hay là vọng ái. Vọng ái. Rồi chữ dòng ghi chữ y, chữ y y gặp chữ vi, y gặp vi tức là covid đó ha. Y gặp vi biến thành hai chữ b, biến thành bb. À, y gặp vi biến thành bb tức là theo cái từ
ngôn ngữ học vậy, y gặp vi biến thành bi bi. Y gặp vi và bi bi. Thì như vậy chữ ni và ná, ha, ni và ná thành chữ níp bà ná. Ní cộng và ná, như là mình nói tên là ní cộng và ná, thì trở thành là níp bà ná. Ní cộng và ná, thì mình gạch chữ bằng đi, bằng níp bà ná, là níp bà ná. Đúng không? Là y vi bằng hai chữ b, chúng ta thành chữ ni và ná để biến thành chữ níp và ná là níp bàn. Rồi bây giờ mình xuống mình ghi nguyên chữ ba ri níp bà ná hai chấm ba ri níp bà ná. Ba ri níp bà ná hai chấm gạch đầu dòng cái. Sự viên mãn, sự viên mãn phải sự viên tịch hoàn toàn, sự viên mãn, sự viên tịch hoàn toàn, không còn dính mắc vào dòng sanh tử, không còn dính mắc vào vòng sanh tử. Sự viên mãn, sự viên tịch hoàn toàn, không còn dính mắc vào vòng sanh tử. Rồi đó là một cái ý nghĩa, một cách giải thích không. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng tiếp cái nữa. Sự làm tắt, sự làm tắt tiêu diệt tuyệt chủng sự tái sanh trong tương lai, sự làm tắt tiêu diệt tuyệt chủng sự tái sanh trong tương lai. Thêm một ý nghĩa khác nữa, đó là như vậy. Sự làm tắt tiêu diệt tuyệt chủng sự tái sanh trong tương lai. Rồi gạch đầu dòng tiếp. Sự giải thoát cuối cùng khỏi đau khổ tái sanh và chuyển sinh. Sự giải thoát cuối cùng khỏi đau khổ tái sanh và chuyển sinh. Gặp tiếp, cái chết sau kiếp sống cuối cùng của một vị A-la-hán. Cái chết sau kiếp sống cuối cùng của một vị A-la-hán. Rồi, gặp cái chót. Cái cuối cùng nữa, gặp một cái cuối cùng là viên tịch niết bàn. Viên tịch niết bàn là đơn giản nhất ha, viên tịch niết bàn. Thì như vậy cái chữ bari niết bàn ná này cho chúng ta biết này là nói lên một cái sự viên mãn, một cái sự viên tịch hoàn toàn, không còn dính mắc vào trong cái vòng sanh tử nữa. Tức là khi bari niết bàn ná là coi như là chấm dứt, không còn có sự tái sanh trong tương lai. Hoặc là mình phải hiểu là giống như một cái sự dập tắt, tiêu diệt hoàn toàn, tuyệt chủng hoàn toàn cái sự tái sanh trong tương lai. Tức là một vị mà khi mà đã bari niết bàn ná thì coi như là tuyệt chủng luôn, chấm dứt hoàn toàn, không còn có sự tái sanh trong tương lai. Giải thoát cái sự cuối cùng của cái sự đau khổ và chấm dứt sự chuyển sinh. Và đó là cái chết cuối cùng của kiếp sống của vị A-la-hán.
Thì như vậy Parinibbana không có nghĩa rằng là sau khi viên tịch sanh về Tây Phương Cực Lạc hay cái gì không. Parinibbana là chấm dứt sự tái sanh chuyển sinh luân hồi, chấm dứt tuyệt chủng, là tiêu diệt tất cả mầm mống đưa đến sự tái sanh trong tương lai. Như vậy được gọi là Parinibbana. Rồi, đó là cái ý nghĩa chúng ta cần phải nắm một cách chính xác để khỏi có bị lẫn lộn của những cái thuyết này thuyết kia, để chúng ta đi cho đúng cái con đường đó. À, quý vị kịp chưa? Alo. Đi kịp chưa cho biết cái bông đi. Đúng rồi, sự làm tắt à. Tắt nghẽn là dập tắt. Rồi ha, xong ha, rồi xuống dòng đánh cái bông đầu dòng á, cái bông bự cho đẹp đầu dòng á. Vị thánh tứ quả không bao giờ viên tịch trong lộ ngũ môn. Vị thánh tứ quả chờ viên tịch trong lộ ngũ môn. À, tức là một vị thánh tứ quả kia mà nhập vào là vô dư niết bàn, không có, có nhập theo lộ ngũ môn mà đi bằng lộ ý môn ha, luôn luôn lộ ý môn, không bao giờ nhập tịch diệt bằng cái lộ ngũ môn. Đó là vấn đề và cần phải nắm cho thật là chính xác ha. Được chưa? Xong ha. Rồi xuống dòng, có hai loại lộ nhập niết bàn, hai chấm, tức là đây cho chúng ta biết là có hai loại lộ nhập niết bàn. Rồi, tức là khi mà một vị thánh tứ quả muốn nhập niết bàn thì có hai cái loại, hai loại loại nhập niết bàn. A lớn hoặc là số 1 lớn, được một lớn, tâm lộ niết bàn thông thường. Tâm lộ niết bàn thông thường. Quý vị muốn gì một lớn cũng được hoặc A lớn cũng được. Tâm lộ niết bàn thông thường, tức là nhập niết bàn cách bình thường, thông thường. Có bốn hai chấm, tức là có bốn phương cách ha, tức là có bốn hai chấm. A nhỏ, chót na cảnh phải hộ kiếp phải niết bàn. A nhỏ, chót na cảnh hộ kiếp niết bàn. B nhỏ, chót na cảnh và niết bàn. Chót na cảnh và niết bàn. C, chót hộ kiếp và niết bàn. Chót hộ kiếp và niết bàn. D, chót tổng lực và niết bàn. Chót tổng lực và niết bàn. Rồi, như vậy trong cái lộ tâm lộ mà nhập niết bàn thông thường cho chúng ta biết có bốn cái cách. Thứ nhất là cái đuôi cuối cùng của lộ cận tử là cuối cùng là chót, cuối cùng cái sát na cuối cùng là chót có na cảnh. À, rồi hộ kiếp sen vô rồi mới niết bàn.
na cảnh, hộ kiếp rồi mới niết bàn. Cái thứ hai là na cảnh thôi, niết bàn luôn, không có cần hộ kiếp. Cái thứ ba là có hộ kiếp, chót hộ kiếp và niết bàn, không có na cảnh. Cái thứ tư là chót động lực, niết bàn, tức là không có hộ kiếp. Đó là có bốn cái cách như vậy, tức là cái đầu thì có na cảnh, một cái có hộ kiếp, một cái không có hộ kiếp. Cái thứ ba là chót hộ kiếp, tức là không có na cảnh, niết bàn. Cái thứ tư là chót động lực cũng không có na cảnh, mà không có hộ kiếp luôn, rồi niết bàn. Đó là có bốn cái phương cách cho chúng ta biết ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô từng phương cách một. Một, chót na cảnh sen hộ kiếp. Hai chấm. Một, chót na cảnh sen hộ kiếp. Gì vậy? Gì đó thì mình phải dùng cái chữ gì khác để nó trùng ha. Chót na cảnh sen hộ kiếp hai chấm, tôi làm ghi số 1 đi, số 1 đi, một nhỏ đi. Chót na cảnh sen hộ kiếp. Hôm nay làm gì ghi chậm dữ vậy? Số 1 đi, ghi số 1 nhỏ đi. Một nhỏ, chót na cảnh sen hộ kiếp. Rồi, vậy cũng được. Chót na cảnh sen hộ kiếp. Rồi, bây giờ mình mới viết cái lộ trình tâm để diễn tiến ra nha. Hộ kiếp rúng động là chữ R, phải không? Hộ kiếp rúng động R. Rồi, hộ kiếp dứt dòng là chữ D. Hộ kiếp dứt dòng. Rồi, kháng y môn. Kháng y môn. Rồi, năm động lực. Năm động lực. Đúng rồi, năm cháu ná. Rồi, hai na cảnh. Hai na cảnh. Rồi, hộ kiếp. Tức là sàng hộ kiếp vô nè. Hộ kiếp. Hộ kiếp. Tử, ghi chữ tử bự lên. Chữ tử, gạch chéo cái, niết bàn. Tử, gạch chéo, niết bàn. Rồi. Như vậy cái lộ tâm đầu tiên ha, chót có na cảnh sen hộ kiếp vô rồi mới nhập niết bàn, tức là cho chúng ta diễn tiến của lộ trình tâm cuối cùng của một vị a la hán khi mà nhập niết bàn một cách bình thường, tức là lúc đó là cái lộ tâm cận tử sẽ diễn tiến là hộ kiếp rung động, dứt dòng, rồi kháng ý môn, rồi năm cái động lực sen vô, rồi cái hai na cảnh nối đuôi, và sau đó là hộ kiếp rồi nhập niết bàn luôn, tử niết bàn. Như vậy đó chúng ta có cái lộ trình tâm chót na cảnh sen hộ kiếp, và mình sẽ thấy hai na cảnh với hộ kiếp sen vô ra không, vậy nắm được chưa? Rồi bây giờ viết ra hàng ngang đi cô thư ký, cho nó nằm ra hàng ngang cho nó dễ thấy chứ, viết ngang ra lại. Rồi, đúng là chính xác ha. Rồi, vậy ghi kịp chưa? Ghi kịp, bắt đầu mình đi tiếp, đưa mình phân tích vô sâu vô. Được chưa? Kịp rồi ha? Cô Nhật Quỳnh kịp là thấy ai cũng phải kịp hết trơn đó. cô rề có kịp là ai cũng kịp hết ha. Rồi, bây giờ xuống dòng, gạch đầu dòng, cái tâm, hai chấm. Hay là ghi là sát na đi, hai chấm cũng được.
là hai chấm. Có nhiều này, bao nhiêu sắc na đây? Alo. Sắc na. Cô Hồng Nhung có 8. Quý vị có mấy? Alo. Tiên Vũ 12. À, 8, Hồng Mai 8. Rồi, chính xác là 8 là đúng nha, Thiện Vũ sai nha. 8 là gì? 1 là kháng ý môn, đúng chưa? 1 là kháng ý môn nè. Cộng 5 động lực là 6, đúng không? Mau lừa 6. Cộng 2 cái na cảnh nữa là 8. Thì như vậy sắc na mình tính ra, nắm ra được sắc na có 8 sắc na, tính về tâm khách nha, chứ mấy tâm chủ mình không có tính ha. Hộ kiếp rung động kháng nghi môn mình không ý khai hộ kiếp rung động giết dòng không có tính ha. Thì bắt ra là có 8 là kháng nghi môn, 5 cái động lực, lộ vận tử có 5 động lực ha, rồi 2 na cảnh, thì như vậy sát na chúng ta có được là 8, đúng không? Chính xác chưa? Alo, cô Nhật Quỳnh nắm được không? Cô Meta nắm được không? Cô Trần Đạo đâu mất tiêu rồi, lâu quá không thấy cổ vô trả bài, cổ vô không biết có nghe làm sao đây, nắm được chưa? Rồi ha, ok. Rồi bây giờ chặn, chặn hai chấm, có mấy chặn đây quý vị ơi, chặn mình có được bao nhiêu chặn? Chặn, à có 3, ông Phương Nhung có 3, Hồng Mai có 3, đúng rồi, Xà Thú chặn mình có được 3. Và kháng y môn là 1 chặn, động lực là 1 chặn, đó là 2, na cảnh 1 chặn nữa, coi như là 3 chặn ha, mình có được 3 chặn. Rồi, như vậy chặn chúng ta có được 3. Thì biết rồi, cô Trần Đạo giỏi lắm rồi. Thấy cổ lâu quá, không thấy cổ vô, không biết cậu đi đâu mất tiêu rồi. Đắt gì rồi con đi luôn. Không thèm chơi với mình nữa. Đắt cao trốn luôn, không chơi với mình. Được chưa, ghi xong chưa? Rồi, thứ tâm 2 chấm có bao nhiêu tâm đây? Hello. Thứ tâm này khó nha. Thứ tâm có bao nhiêu đây? Ồ, cô bị bệnh hả? Vậy sao không nói? Thứ tâm có bao nhiêu? Hai mươi mốt. Rồi, kể ra coi. Thứ tâm 21, kể ra coi. Đúng rồi, chính xác. Kháng ý môn, ha, trong cái lộ trình tâm mình thấy là hộ kiếp rung động, vượt kiếp dòng, kháng ý môn là 1, ha. 5 cái động lực này là, chính là 8 cái tâm di tác dục giới ha, của bậc A-la-hán, 8 tâm di tác, sanh làm phận sự làm động lực trong cái lộ cuối cùng, hoặc là ưng cũng quy tiếu cũng làm việc động lực cuối cùng. Là như vậy là kháng ý môn, 8 là 9, ưng cũng quy tiếu 1 là 10, rồi na cảnh là 11 tâm na cảnh, là 11 cái tâm quả làm việc na cảnh đó, tức là 8 tâm đại quả dục giới tình hảo cộng 3 cái tâm quan sát, thì như vậy chúng ta có được 11 tâm na cảnh, tổng cộng thứ tâm cho chúng ta có được là 21 thứ tâm trong cái lộ nhập niết bàn chót na cảnh sang hộ kiếp, đúng chưa? Cái gì nắm được không? Alo, có dễ hiểu không ạ? Thì cái tâm này mình nên biết là cái lộ tâm mà nhập niết bàn chỉ có bậc A-la-hán mới có ra, chứ không có những người thường không có. Rồi, xuống dòng tiếp tục. Người hai chấm, có mấy hàng người?
người, có 7 hạng người, có 1 hạng người cũng là 10 tứ quả, 1 hạng người thôi là người tứ quả, có 1 người tứ quả. Tứ quả là bậc chứng đắc đạo quả A La Hán á, vì A La Hán là người tứ quả có 1, phải không? Rồi cõi có mấy cõi đây, 1 cõi, 2 cõi hay là 3 cõi? Cõi có 7 cõi vui dục giới. Cô Phật Kim Dung cho là 7 cõi vui dục giới. Lý do tại sao chỉ có 7 cõi vui dục giới mà không có ở 4 cõi khổ, không có cõi sắc giới, cõi vô sắc giới? Lý do tại sao? Nghe có người nói ở dưới cõi khổ cũng đắc được A La Hán được. Trong lộ tâm này lý do tại sao? Cô Hồng Nhung chính xác ha, Hồng Nhung chính xác. Do có na cảnh, chính vì có na cảnh nên không có ở trên những cái cõi sắc giới, vô sắc giới. Nó chỉ có ở 7 cõi vui dục giới thôi. Cõi khổ thì không có. Lý do tại sao cõi khổ không có cái gì? Lý do tại sao tôi cõi khổ không có? Do tâm tục sinh đại quả. Rồi một người, còn có cái gì khác sao? Em ru đừng rồi. Cõi khổ tục sinh bằng tâm gì quý vị ơi? Cõi khổ tục sinh bằng ta tâm gì? Tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tục sinh bằng tâm quả bất thiện. Mà tục sinh bằng tâm quả bất thiện thì có thể tu chứng đắc được không? Hello. Không, đúng rồi, xà thử, xà thử. Ngay cả người dị nhân cũng không thể chứng đắc được, chứ đừng nói gì tới gọi khổ. Thì như vậy ở cõi chỉ có lấy được 4 cõi vui dục giới, có được cái lộ trình tâm nhập niết bàn, có na cảnh của một bậc A La Hán. Còn những cõi khác như cõi sắc giới, vô giới thì không có na cảnh, cho nên mình loại trừ ra là chỉ còn lại có 7 cõi vui dục giới. Đó là cái vấn đề chúng ta cần được biết không. Rồi đó là chót có na cảnh sang hậu kiếp. Rồi bây giờ số 2, chót na cảnh không sen hậu kiếp rồi niết bàn. Số 2, chót na cảnh không sen hậu kiếp rồi niết bàn, giống như trên mà nó không có hậu kiếp thôi nha. Chót na cảnh không sen hậu kiếp rồi niết bàn, giống như trên nhưng không có hậu kiếp. Rồi, cái này giống như cái số 1 ha, là mình khỏi.
có cần phân tích chót động lực sen hộ kiếp. Rồi ghi ra cái lộ trình tâm của quý vị. Chót động lực sen hậu kiếp. À, 316 kiếp. Rồi ghi lộ trình tâm ra coi. Ghi thử coi đúng không? Rồi, còn ai nữa? Ai ghi nữa? Ghi tiếp đi. Còn ai ghi nữa? Cô Nhung bị thiếu rồi nha. Sai rồi nha. Rung động dứt dòng, kháng y môn, năm động lực, hộ kiếp, tử, nếp bàn. Đúng rồi, Châu Nguyễn giỏi quá. Đúng rồi, ok. Rồi, đó là cái diễn tiến của lộ trình tâm. Chót là chót động lực sen hộ kiếp, tức là động lực không có na cảnh, sen hộ kiếp liền, tức là bỏ cái na cảnh, bỏ hai na cảnh giống như cái trên ra, bỏ hai na cảnh ra thì chót động lực sen hộ kiếp. Rồi xuống dòng sắc na có nhiêu đây? À, có 6, đúng rồi. Cả nghi môn với lại 5 động lực là 6. Không có nai cảnh ha. Cả nghi môn cộng 5 động lực. Rồi, chính xác ha. Rồi, chặn. Chặn có mấy? Chặn có 2, chính xác luôn. Cả nghi môn với lại động lực mà mình có được 2. Nghi môn động lực dễ ha, dễ hiểu ha, nắm được hết ha. Rồi bây giờ thứ tâm có bao nhiêu? Thứ tâm này coi kỹ cái lộ trình tâm nha, có bao nhiêu thứ tâm? Tâm có 10, đúng rồi, chính xác ha. Tức là kháng y môn là 1 cộng 8 dục giới tịnh hảo, 8 dục, 8 di tác dục giới tịnh hảo cộng tí sinh là 9. 9 với 1 kháng y môn là 10, thì thứ tâm chúng ta có được 10. Đi ra rồi, người có mấy đây? Hai hay là ba người, bốn người, hai người, ba người, bốn người, người có mấy đây? Ba người, bốn người, người bốn người đây. Có một, xà tứ xà, có một người tứ quả, có một. Rồi, người có một. Rồi bây giờ cõi. Cái này nói đúng hay nè, cõi có mấy đây? Cõi 26 cõi vui hữu tâm, cô Hồng Nhung cho 26 cõi vui hữu tâm. Tại sao có thêm 26, cái kia thì không có. Này tới 26 rồi.
Không có na cảnh, đúng rồi. Chính vì nó không có na cảnh thì nó có mặt trên cõi sắc giới, cõi vô sắc giới luôn ha. Thì như vậy có 26 cõi, trừ ra bao nhiêu là gì? Trừ ra bao nhiêu cõi đây? Trừ ra những cõi nào, cõi nào? Bảy trật rồi, bảy trật rồi, không những trật rồi. Bốn cõi khổ và vô tưởng, chứ đâu có cõi vô sắc trong đó, trật rồi. Bắt lộn chi pháp ha, bắt lại, bắt trật bắt lại, có gì lo. Từ bốn lên với một năm thì lại còn 26 cõi hữu tâm. Rồi, xa thú. Rồi, bây giờ tới xong cái số 3 ha, chót động lực sang hậu kiếp ha. Rồi số 4, chót động lực. Rồi niết bàn, chót động lực, rồi niết bàn, cũng giống như trên, rồi cũng giống như cái số 3, chót động lực, rồi niết bàn, cũng như trên, giống vậy ta bỏ hậu kiếp ra thôi, giống như trên, nhưng mà bỏ hậu kiếp ra. Rồi như vậy là mình học về cái cách mà cái tâm mà lộ mình niết bàn thông thường, tức là lời lộ nhập niết bàn thông thường của một vị a la hán, là cho chúng ta biết có bốn phương cách như vậy. Rồi, thứ nhất là chót na cảnh sang hậu kiếp vô niết bàn, rồi chót na cảnh niết bàn, chót hậu kiếp và niết bàn, chót động lực và niết bàn. Thì sau khi chúng ta học thấy qua bốn cái giai đoạn này, chúng ta thấy có cái sự khác biệt giữa cái na cảnh với là không na cảnh, hộ kiếp hay là không hộ kiếp, thì chúng ta thấy rõ những cái vấn đề một cách chính xác ha. Đó là những lộ mà nhập niết bàn một cách thông thường, tức là không có gì đặc biệt hết. Rồi bây giờ chúng ta ghi tiếp một chút xíu nữa về cái phần B. Phần B rất là dài ha, chút xíu lúc đầu thôi. B, lộ niết bàn đặc biệt. Lộ niết bàn đặc biệt. B, lộ niết bàn đặc biệt. Cái mục tiêu rồi. Rồi, B lớn ở hai lớn được, à hai lớn đi, có 4, hai chấm. Xuống dòng có 4. Có 4, rồi ghi 4 cái này ra. À, phân xuống theo thứ tự 1 2 3 4 lại ha. 4. Một là lộ niết bàn liên thiền. Lộ niết bàn liên thiền. Chà na sa ma nành ta ra quỳ thí. Chà na sa ma nành ta ra quỳ thí. Lộ niết bàn liên thiền. Số 2. Lộ niết bàn phản kháng chi thiền. Bách cho quýt kha na sa ma na sa ma nành ta ra quỳ thí. Bất cho quách khá na sa ma nành ta ra quỳ thí. Lộ phản niết bàn phản kháng chi thiền. Số 3 là lộ niết bàn liên thông. Afinh nha sa ma nành ta ra quỳ thí. Lộ niết bàn liên thông. 4 là lộ niết bàn chí mạng hay là lộ niết bàn tột mạng. Chí mạng hay tột mạng cũng được ha. Lộ niết bàn chí mạng. Chì quý tá sa ma na si si quỳ thí. Lộ niết bàn tổng mạng. Được chưa? Cái gì ghi kịp chưa? Thì như vậy trong cái lỗ niết bàn thông thường là mình không nói ha, là bình thường. Rồi qua cái lỗ niết bàn đặc biệt thì cho chúng ta có bốn cái phương cách này.
Thứ nhất là lộ nhập niết bàn liên thiền, tức là nhập niết bàn với thiền liên tục, tức là lộ niết bàn liên thiền. Thứ hai là lộ niết bàn phản kháng chi thiền, tức là phản kháng lại những cái chi thiền. Đó là cách nhập niết bàn phản kháng chi thiền. Rồi cái thứ ba là nhập niết bàn liên thông, tức là nhập niết bàn vô liên tục sử dụng thần thông. Và thứ tư là lộ niết bàn chí mạng hay là lộ niết bàn tông mạng. Vậy đó là bốn cái phương cách của những vị bậc thánh A-la-hán mà khi mà nhập niết bàn thuộc về là phương cách đặc biệt, phương cách là chỉ có những bậc A-la-hán mới có thể làm được điều này ha. Rồi cái số một, mà số một ha, lộ niết bàn liên thiền. Cha na sa ma nành ta ra quỳ thí, lộ niết bàn liên thiền. Niết bàn liên thiền. Rồi khi một vị muốn nhập lộ niết bàn liên thiền này, trước tiên chúng ta phải có những cái sự diễn tiến của nó ha. Rồi gạch đầu dòng. Bậc A La Hán an trú vào định. Bậc A La Hán đang an trú vào định. Tức là một vị muốn nhập lộ niết bàn liên thiền, trước tiên là một vị A La Hán nó phải an trú và nhập vào định, và nhập vào cái định đó. Nhập vào định để làm gì? An trú vào định để làm gì? Thì chúng ta sẽ gặp vào dòng là tinh chỉ các khổ thọ nơi thân là quả dư sót của nghiệp quá khứ. Tinh chỉ các khổ thọ nơi thân là quả dư sót của nghiệp quá khứ. Tức là vì nhập vô định để mà là tịnh chỉ những cái sự đau khổ nơi thân của này, là cái thân mình là những cái đó là cái quả dư sót của những cái nghiệp trong quá khứ mình làm, giờ nó còn dư sót lại, giờ vị này nhập vô định đức và tịnh chỉ những cái đó lại, không cho nó có phát sinh những cái khổ thọ nơi thân. Tịnh chỉ các khổ thọ nơi thân là quả dư sót của nghiệp quá khứ. Rồi xuống dòng, gặp đầu dòng, tịnh chỉ các khổ thọ chỉ có với cõi người. Tịnh chỉ các khổ thọ chỉ có với cõi người. Rồi đây cho chúng ta biết là tịnh chỉ về những cái khổ thọ nơi thân này đó, nó chỉ có ở cõi người thôi. Mới làm vấn đề, mới cần làm cái vấn đề này ha, tức là tịnh chỉ các khổ thọ chỉ có với cõi người. Rồi xuống dòng, gặp đầu dòng tiếp. Chư thiên dục giới và phạm thiên không có, không, chư thiên dục giới và phạm thiên không, không có hay là không cần cũng được, khi không có vì là sắc tế, vì họ có sắc tế, như dễ hiểu. Chư thiên dục giới và phạm thiên không có vì họ có sắc tế. Tức là những vị chư thiên dục giới và chư thiên phạm giới này không có cần phải nhập vô tịnh chỉ khổ thọ nơi thân, bởi vì sắc của những vị phạm thiên này nó không như con người mình, không có thô thiển, không có bị những cái thống khổ khởi lên ở sắc, bởi họ thuộc về quá sanh mà, cho nên sắc họ bị sắc tế, nên không cần làm cái công sự này. Rồi xuống dòng, gặp đầu dòng, xuất nhập các tầng thiên. Xuất nhập các tầng thiên là các vị thánh này phải xuất nhập các vị thiền ha. Sơ thiền, nhị thiền, xuất nhị thiền, nhập tam thiền đó, là như chúng ta thấy thời lúc Đức Phật mà ngài nhập niết bàn liên thiền như vậy đó. Nhập xuất nhập liên tục nhé. Xuất nhập các vị thiền. Rồi xuống dòng, gặp vào dòng. Đến lộ cận tử cũng nhập các vị thiền theo ý muốn. Đến lộ cận tử cũng nhập các tầng thiền theo ý muốn. Tức là những vị này ta có thể là điều khiển được cái
cái dòng tâm thức mà muốn nhập là tầng thiền nào cũng được theo ý muốn, trong cái lộ, ngay cả lộ cận tử luôn. Rồi, tức là đến lộ cận tử là nhập các tầng thiền theo ý muốn ha. Rồi, xuống dòng, cả dòng xuất thiền. Xuất thiền nhập vô niết bàn, xuất thiền nhập niết bàn. Viên tịch. Xuất thiền nhập niết bàn, viên tịch. Mở ngoặc hộ kiếp hay không có hộ kiếp, đóng ngoặc lại. Hộ kiếp hay không có hộ kiếp. Rồi, như vậy là chúng ta thấy sự diễn tiến của cái một vị A-la-hán mà muốn nhập vô cái lộ Niết Bàn mà thuộc về Liên Thiền, Niết Bàn đặc biệt ha. Tức là vị này phải an trú vô định trước ha, để mà tịnh chỉ những cái sự đau khổ nơi thân. Và đó là chính là cái thân này của mình, nó là cái kết quả thành tựu của những cái nghiệp trong quá khứ. Phải tịnh chỉ nó. Và cái sự tịnh chỉ này nó chỉ xuất hiện, chỉ cần ở cõi người mới làm được này thôi. Còn những vị chư thiên, những vị phạm thiên thì khi mà nhập Niết Bàn Liên Thiền không cần. Không cần, bởi vì sắc họ vi tế. Và sau khi nhập xong là xuất, rồi nhập các tầng thiền ha. Đến lộ cận tử cũng nhập vô các tầng thiền thấy muốn, rồi xuất thiền. Nhập vô xuất thiền, nhập Niết Bàn luôn. Rồi viên tịch luôn, có hậu kiếp hay không có hậu kiếp, và như vậy. Lộ Niết Bàn Liên Thiền, rồi xuống dòng cho chúng mình, cho chúng ta biết là có hai lộ, hai chấm. Có hai lộ. Hai lộ. Xin chào, lộ 1, 2 chấm. Lộ 1. Thiền ghi ha, lộ 1, 2 chấm ha. Tâm thiền bất định số. Phải. Hộ kiếp. Phải. Tử. Gạch cái. Parinibbana. Parinibbana là vô dư, là tịch diệt, là viên tịch đó. Ghi chữ B, N, P, ghi tắt đi. Parinibbana là B, N, P. Và thiền bất định, là tâm thiền bất định số. Phải, hậu kiếp, phải, tử, gạch chéo cái. Parinibbana là lộ tâm thứ nhất. Hai chấm, xuống dọc. Rồi, trong cái lộ tâm thứ nhất về cái này cho mình biết là thiền bất định số là không để đếm được. Cái sát na tâm thiền là liên tục, không thể đếm được. Thiền bất định số, rồi mới hộ kiếp, rồi mới tử, rồi mới nhập Niết Bàn, Parinibbana. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng, người độn căn, hai chấm. Người độn căn, hai chấm. Là người có trí tuệ chậm á, người chậm lũng á, là người độn căn, hai chấm. Xin dòng, hộ kiếp, chị hát ha, hộ kiếp. Chị hát thôi, hộ kiếp. Rồi, hộ kiếp rung động, chị R, hộ kiếp rung động. Rồi, hộ kiếp dứt dòng, chữ D, hộ kiếp dứt dòng, chữ D. Kháng y môn, kháng y môn. Rồi, chuẩn bị, ghi cái chữ chuẩn bị này bự lên, chuẩn bị. Chuẩn bị rõ ha. Rồi, cận hành, cận hành là viết chữ gì, chữ đắc, chữ gì, chữ CH ha, cận hành,
CH. Chuẩn bị cận hành. Thuận thứ. Thuận thứ mình có thể viết tắt hai chữ T, thuận thứ. Thuận thứ. Rồi, bỏ bực. Bỏ bực hai chữ B, bỏ bực. Bỏ bực. Rồi, thiền bất định số chấm 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 chấm. Thiền bất định số chấm 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 chấm. Rồi, hậu kiếp xem vô. Có hậu kiếp đó. Nãy mình nói là thiền bất định số là hậu kiếp đó. Hậu kiếp thì hát. Rồi tử, gặp chéo, parinipana, BNP, PNB, tử, gặp chéo, parinipana. Rồi, như vậy đối với cái lộ trình tâm của một vị A-la-hán nhập Niết Bàn, liên thiền của một người mà thuộc về độn căn, và có hộ kiếp rúng động, hộ kiếp đứt dòng, kháng ý môn xong là tới sát na chuẩn bị. À, ngay cái sát na chuẩn bị này nó có vấn đề, chúng ta sẽ thấy thì chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bực. Từ cái chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bực này thì được nó là nằm trong cái vấn đề mà thuộc về là lộ động lực, cái gì cháo ná đó, tức là kháng ý môn và cháo ná đó. Thì ở đây là chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bực thiền. Thiền bất định số luôn ha. Rồi ra hậu kiếp rồi nhập Niết Bàn. Hậu kiếp tử Niết Bàn. Rồi đó là cái vấn đề, cái lộ trình tâm diễn tiến của một người nhập Niết Bàn liên thiền, của một người động căn. Rồi xuống dòng người lợi căn thì mình bỏ sát na chuẩn bị ra. Ghi là người lợi căn hai chấm, bỏ sát na chuẩn bị. Bỏ sát na chuẩn bị. Người lợi căn bỏ sát na chuẩn bị, tức là người lợi căn thì nó không không cần phải có sự chuẩn bị, vô là vô liền ha. Vô là cận hành thuận thứ bỏ bực thiền hộ kiếp tử và niết bàn luôn. Còn người lợi căn, người động căn thì phải có chuẩn bị, người lợi căn thì không có. Thì các bạn người động căn, người lợi căn nó gì khác nhau ở một sát na, một là sát na chuẩn bị thôi. Rồi thêm một chút xíu nữa, lộ số 2, lộ 2 hai chấm, tâm thiền bất định số tử rồi parinibbana. Rồi đúng rồi, rồi xuống dòng xuống lộ 2 hai chấm, tâm thiền bất định số tử parinibbana hai chấm. Này cái này nó giống giống nhau, ta học thêm cái để mình biết ha. Lộ 2 tâm thiền bất định số tử parinibbana. Tức là cái này nó không có hậu kiếp xen vô, mình đọc cái mình thấy liền ha, tâm thiền bất định số tử rồi mình tử niết bàn luôn, tức là không có hậu kiếp xen vô, nó khác chút xíu cho đó ha. Thì giờ người độn căn thì nó cũng giống như cái lộ tâm trên ha, hậu kiếp rung động như dòng cái môn chuẩn bị cẩn thành những thứ bỏ bực thiền bất định số tử bất định niết bàn á. À tức là copy nguyên cái trên xuống nhưng mà bỏ cái hậu kiếp ra, tức là người độn căn kiếp rung động như dòng kháng y môn chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bực thiền bất định số tử, mà đúng rồi đó, xa thôi. Rồi giờ người lợi căn thì mình bỏ cái sát na chuẩn bị ra, cũng giống vậy, bỏ cái sát na chuẩn bị ra. Bỏ sát na chuẩn bị ra.
người lại càng thứ ba bực. Đúng rồi đó, xà thú không? Rồi, là không thấy, không thấy gì. Copy lại, copy lại, bỏ lại lại. Hai tâm thiền bất định số tử bát niết bàn á, đúng rồi đó, là không có sàng hào kiếp vô, không có gì khó vậy, nó chỉ khác nhau chút xíu về cái những cái sát na đó thôi, có cái thì có hậu kiếp, cái không có hậu kiếp, lợi căn thì có chuẩn bị, mà ý là lợi căn thì không có chuẩn bị, mà độn căn thì có chuẩn bị, khác nhau chút xíu mà mình để ý xíu là mình sẽ hiểu tại sao cái loại hình tâm được phân ra nhiều thứ nhiều loại vậy. Chỉ khác nhau chút xíu những cái sắc na nó làm cho cái sự thay đổi ha. Được chưa? Rồi, ok. Rồi, bây giờ tới sắc na tâm. Sắc na 2 chấm có bao nhiêu đây? Alo. Sắc na có bao nhiêu? 5 hay 10 hay 8 hay 9? Tại sao bất định số? Tại sao bất định số? Bởi vì nó có những tâm thiền, nó liên thiền, liên thiền bất định số, nó không thể tính được cái số tâm, cho nên sát na là bất định số. Sắc na bất định số. Rồi, thứ tâm có nhiêu đây? Thứ tâm có bao nhiêu? Thứ tâm có, để cho mình biết là bao nhiêu đây. Kháng y môn có một phải không? Rồi, sao nữa? Nghi môn rồi, ghi luôn này, sáng nay cái này khó. Thứ tâm có 14, thứ tâm có 14, thứ nghi môn, kháng nghi môn là 1. Bốn tâm đại hạnh có trí, bốn tâm đại hạnh, tâm di tác, bốn tâm di tác có trí, ghi di tác nhiều, đổi chữ nhiều quá rối loạn. Bốn tâm di tác hợp trí, bốn tâm di tác hợp trí. Cộng chính tâm thiền, chính tâm di tác thiền, chính tâm di tác thiền, chính tâm thiền hạnh cũng được, hoặc là chính tâm di tác đáo đại, vậy nó dễ hiểu, chính tâm di tác đáo đại. Cái môn bốn tâm di tác hợp trí, chính tâm di tác đáo đại, tức là năm năm di tác sắc giới, bốn di tác vô sắc giới, chính tâm di tác đó lại. Thì vậy chúng ta có được về thứ tâm thì có được 14, tức là bốn là một, là hướng ý môn, là kháng ý môn là một, bốn tâm di tác hợp trí, tức là một vị a la hán nhập niết bàn liên thiền này là phải nhập bằng tâm di tác hợp trí, chứ không thể nhập bằng tâm di tác ly trí được theo gì. Cho nên mình không lấy bốn tâm di tác ly trí, chỉ lấy được bốn tâm di tác hợp trí thôi. Rồi, chính tâm thiền hạnh hay là chính tâm di tác đáo đại, tức là những cái tâm mà nhập thiền của bậc A-la-hán là chính tâm di tác đáo đại. Thì như vậy tổng số chúng ta có được là 14 thứ tâm. Rồi, ok ha, nắm được không? Mình hiểu không quý vị? Nắm được không? Rồi giờ chặn. Chặn mình có hai chặn, ghi luôn cho dễ, hai chặn. Khai môn và động lực. Hai chặn, khai môn và động lực. Kháng nghiêm động lực. Rồi. Người
có một là bậc tứ quả, cũng giống như mấy kia ha. Ừ, có một bậc tứ quả. Cõi có 26 cõi vui hữu tâm. Cõi có 26 cõi vui hữu tâm. Cũng giống như mấy kia ha, cũng giống như bài trên ha. Có 26 cõi vui hữu tâm. Trừ 4 cõi khổ với bài 1 cõi vô tưởng ra là mình còn 26 cõi vui hữu tâm. Rồi, trong dòng ghi cái kết thúc là tổng số 2 chấm. Tổng số 2 chấm. Trong dòng hai lộ viên tịch có hộ kiếp và không hộ kiếp. Hai lộ viên tịch mở ngoặc có hộ kiếp và không hộ kiếp, đóng ngoặc lại cho dễ hiểu ha. Hai lộ viên tịch có hộ kiếp và không hộ kiếp. Hai lộ viên tịch có hộ kiếp và không hộ kiếp. Nhân cho hai hạng người, độn căn và lợi căn. Thì là mình có là 4. Nhân cho hai hạng người, độn căn và lợi căn thì mình bằng 4. Nhân hai hạng người, độn căn và lợi căn 4, tức là hai cái loại viên tịch này nhân cho hai loại hạng người mình học nãy đó, là người độn căn và người lợi căn á. Thì mình có 4 lọ. Đúng lộ. Rồi bây giờ 4 lộ này mình mới nhân với lại 9 tầng thiền. 9 tầng thiền nó lại đó, 9 thiền tính thiền hành nó lại đó. 4 nhân 9 bằng 36 lộ. 4 nhân 9 bằng 36 lộ. 4 nhân cho 9 tầng thiền bằng 36 lộ. Vì vậy tổng số là mình có được là 36 lộ. Trong cái bài học ngày hôm nay ha, sao gặp liên thiền. Rồi đó là hôm nay chúng ta học tới đây là vừa đúng xong cái bài này ha. Bài nhập đây là số 1 là lộ niết bàn liên thiên, cho chúng ta những cái sự hiểu biết về một vị A La Hán khi mà nhập niết bàn như thế nào. Đó là như vậy, không có gì hiểu à, alo không có gì nắm hết đâu ạ. Cũng dễ hiểu chứ đâu có không hiểu cho bông đi. Nhập niết bàn xong chánh tâm hỏi ha. Ok, rồi mời cho Tâm lên hỏi đi. Dạ, con xin kính đánh lễ ba ngôi tâm bảo. Con xin kính đánh lễ sư Chí Đức. Con xin kính chào thầy Kinh và con xin kính chào đạo tràng. Con có cái câu thắc mắc này thầy. Cái lộ niết bàn liên thiền á, thì là phải dùng cái tâm mà cái tâm hợp chí, có chính tâm mà dùng cái tâm là hợp chí, là chính tâm di tác mà. Nhưng mà con có cái thắc mắc tại sao trong cái lộ tâm niết bàn thông thường á, thì thứ tâm nó có cái 8 cái tâm di tác, dục cái 8 di tác mà không có có cần phải khi mà nhập niết bàn. Tại sao có thể trong có 8 cái tâm di tác mà dục giới mà không cần có luôn sẵn có học chí và vô chí
mà trong khi lộ niết bàn liên thiền thì phải có chỉ có hợp chí bốn cái tâm hợp chí mới được, mà trong khi bên lộ niết bàn thông thường thì phải có thứ tâm thì có tám cái tâm di tác, vừa là hợp chí và ly trí. Dạ xin thầy giải thích đó cho con biết ạ. À. Con xin cảm ơn thầy ạ. À. Rồi, xà thú. Đúng rồi, cô Hà nói đúng rồi. Bởi vì thiền, khi mà muốn nhập thiền là cần phải có đi vô cái lộ trong, mà cái mấy cái chuẩn bị cận hành, từng thứ bỏ vật, mấy cái đó là phải hợp trí hết. Tức là không cần phải, không có hợp trí thì không nhập thiền được. À, đó là cái lý do tại sao có sự khác biệt cái chút xíu đó. Còn nhập cái bàn bình thường thì người ta cũng bình thường nhập vô cái bàn vậy thôi. Là có sự khác biệt chút xíu về vấn đề về thiền gì đó ha. À, thiền là nếu muốn giờ, ví dụ như mà mình muốn đắc thiền mình cũng phải hợp trí mình mới đắc thiền được, chứ mình có cái tâm mà tụ về đại quả mà hợp trí mới tụ đắc thiền được. À, cho nên thiền định là luôn luôn lúc nào cũng cần phải có trí tuệ. À, cho nên một vị A La Hán muốn nhập vào liên thiền phải có nhập vào cái lộ mà động lực mà chỗ kháng ý môn mình qua chuẩn bị, hoặc là không có chuẩn bị đó, chuẩn bị cần hành từng thứ bỏ bực, mấy cái đó là phải hợp trí hết, phải là di tác hợp trí hết chứ không thể là ly trí được. À, đó là cái vấn đề mà bắt buộc là điều kiện, phải như là điều kiện mà cần có là phải là như vậy. Rồi, nắm được chưa? Alo. À ha, nói cũng dễ hiểu ha, cô Hà nói cái cô nắm được liền ha, xa thứ. Rồi, do phước báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta sau khi học y pháp được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và số trí tuệ thành tựu chánh trí, đồng đều nhau cả thấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi xin mời em. Dạ sa thú lành thai, Nhật Bình xin thay mặt đại chúng đồng trung thành kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy bài học ngày hôm nay để cho đạo tràng hiểu và học có thể hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa thành kính tri ân thầy. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con không biết đại đức Pháp Trang có trước máy không, xin cho con xin một tín hiệu và sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ đại đức Pháp Trang có trước máy không, cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ con xin sám hối sư, cho con một tín hiệu để con thỉnh sư. Dạ có sa thú. Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình sám hối sau khi thính pháp ạ. Ô ta mang ghê na quan đề hằng ba đà phạn sum và ruột ta mang bút thầy vô ca li tổ đô sơ bút thô khả ma tu tăng mà mang con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhị chân Đức Phật. Là đặng chi tôn chi thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tâm mạng ghê na quạnh đê hăng thẩm anh cha đức quý thần và răng thẩm mê vô khá li tô đổ sâu thẩm mô khả ma tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo, đa pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quạnh đê hăng sanh khanh cha đưa vi thốt tâm ăn.